VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc đi vị chất mở bất ngờ cùng The Masked Singer Việt Nam. Em mơ
trong cuộc đời hôm nay. Chuột Cherry nhiều không à? Wow. Hay quá, trời lâu lắm em mới nghe lại bài này á. Chuột xúc động quá trời. Chuột khóc không vậy? Có, đoạn cuối có nức nở nhẹ. Cuối rưng rưng. Có nức nhẹ không? Tim của chuột nó ra đến đây rồi, hồi hộp quá. Wow. Trời ơi, thiệt cái người này tôi không biết luôn á. Và bây giờ xin mời hội đồng cố vấn hãy điền ứng từ đầu tiên ạ. Mời bé quản gia đi thu những bìa thư. Chúng tôi đã cập nhật bé quản gia version 2 rồi. Nhảy bén hơn, xác định phương hướng tốt hơn. Top tin đã xong đầu tiên ạ. Khó quá, em nhìn bài được không? Không copy ạ. Ơi, chúa, từ từ. Em. Ôi ơi, anh Thành rất là tỉ tê nha. Tiên giỏi quá, Tiên ơi. Anh Thành, anh lên. Từ từ. Âu. Ồ, công nhận cập nhật phần mềm xong đi mượt hơn hẳn. Vâng ơi, thịt hay tè? Tịt ạ. Chúc may mắn. Tổng nhà có thấy tôi đẹp trai không? Cũng hơi đẹp. Mang phong bì về cất ngân hàng đi ạ. Vâng, em vô đi ạ. Dạ rồi, vừa rồi một bài hát vô cùng xúc động. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần hỏi đáp nhanh dành cho bà cố vấn nhà chuột. Trước tiên là tôi cũng cảm ơn chuột đã hát một bài hát rất là xúc động. Giọng hát là biết là người trẻ rồi. Dạ đúng rồi. Mà ca sĩ trẻ thì nhiều khi tôi lại không nghe nhiều bằng Tóc Tiên, cho nên năm nay chắc dính nữa quá. Nhưng mà Phương nghe cũng nhiều. Em chỉ nằm thôi chứ em có nghe gì đâu. Nằm mà nghe. Từ nãy đến giờ sao em nghe ai cũng ra giọng Nhật Thủy. Em có vấn đề gì với Nhật Thủy không? Em thấy giọng của chuột Cherry giống như là Nhật Thủy giả giọng chị Minh Tuyết. Không hiểu tại sao em lại có cảm giác đấy. Không phải Minh Tuyết đâu. Nhưng mà chị Minh Tuyết rất hay thích đi giày gót cao nha. Nếu mà mình cứ nghĩ ai là Nhật Thủy thì nếu mà Nhật Thủy tham gia mình cũng ít nhất trúng được một phiếu đúng không? Sáng suốt. Kiểu đi thi trắc nghiệm mới đánh hết câu C chung. Thà là trúng một phiếu còn hơn không trúng phiếu nào. Là để trúng được phiếu đó phải sai 11 phiếu còn lại. Không, là vì Phương biết là Phương không tự tin vào tai nghe của mình, cho nên là Phương cứ chọn phương án an toàn là Nhật Thủy. Từ đến cuối mùa luôn. Mãi Nhật Thủy. Vì Thủy có khả năng giả giọng rất là nhiều người khác nhau. Cái đó là công nhận đúng thiệt. Nhưng mà nghe cái này là rất là giống giọng Nhật Thủy đang giả giọng chị Minh Tuyết trong một ca khúc của anh Sĩ Luân. Nhưng thôi, mẹ phải bỏ Nhật Thủy ra khỏi đầu của em. Vì dữ liệu của mình là người nam nên không thể là Nhật Thủy được. Đúng rồi. Hay nhớ đâu lại là chị Minh Tuyết thật thì sao? Hồi nãy tôi có nghĩ tới người là Thu Thủy, nhưng mà giọng hát thì cuối cùng là bạn lên ốc o cao quá, thì tôi nghĩ Thu Thủy là không có lên cao vậy. Mà giọng này có mượt mà. Chuột Cherry, lúc nãy nghe một cái từ mà bạn ấy hát, chữ mãi hay là gì đó. Đại khái là lên giọng gió đúng không? Không, nghĩa là dùng belting, bell lên cái giọng đó. Và cái nốt mà falsetto rất là cao đó. Nói chung là giọng nữ cao. Là giọng nữ cao nhưng mà cũng mảnh. Thế nên là em có cảm giác đây là một cái giọng mà hả, bề ngoài cũng rất là xinh đẹp. Tiểu Thư. Ai? Lily. Wow. Đúng không? Cũng rất cao. Biết đâu. Vì Rocker đang nói Lily thì em có nghĩ tới một bạn Hương Ly. Nhưng Hương Ly cũng là người Bắc. Em có tới 3 phòng đoán lận. Bây giờ Tiên đang nói là chiều ở trên giọng hát á, Tiên có nghĩ tới Hương Ly bởi vì cái màu giọng có giống. Và đặc biệt cách rung, Tiên có thấy màu của Hà Minh Di trong đó nữa. Tức là nó làm cho Tiên liên tưởng tới thôi. Có thể là bạn đang cố gắng hát khác đi cái giọng thật của bạn. Tôi là tôi điền Hoài Minh Di đó. Tại vì tôi thấy vóc dáng với cái cách lên là của Hoài Minh Di đó. Giới. Bình thường là đang cố gắng rất là kiềm chế nha anh. Nhưng mà hồi nãy có cái đoạn gì mà ban nhạc trống bùm bùm. Xong bảo gì nè. Bùm bùm. Bùm.
giống như là đang kìm cái sự nhí nhố của mình chỉ lại. Chỉ có hai chữ thôi, đó là bung nẹp. Đúng rồi. Đang phiêu quá rồi, quên mất mình là ai, phải diễn cái vai hiền lành. Wow, nhưng mà tự nhiên các em đang nhấp một dữ liệu nha. Em bây giờ em mới sực nhớ ra cái Cherry em thấy quen lắm. Cherry là tên của FC của Diệu Nhi. Nhưng mà Diệu Nhi thì chắc chắn không hát giọng này. Ba Bà, em có đi lừa mọi người cũng phải lừa một cái tên cũng khả thi một chút xíu. Bắp ơi, bắp dạ. ơi. Bà cô Vân ơi. Dạ. Nãy giờ sao không hỏi người ta? Ê quên má. Giờ hỏi nè. Chị chuột Cherry chị là cung gì? Cái gì vậy? Dạ. Mọi người thấy cung nào mà chuột hay xuất hiện nhiều nhá? Chắc bà bên cung văn hóa lao động rồi. Là cung thiếu nhi đó. Wow. À, vậy là nhân vật này là có học trường thiếu nhi. Tao gửi ý rồi đó. Ủa mà chuột ơi, bây giờ trong cái clip VT là chuột nói rất là nhiều về cái chuyện là nấu ăn. Tức là chuột có mở một nhà hàng hay là nấu ăn rất giỏi hay sao? Chuột không có mở nhà hàng. À vậy hả? Chuột tự sướng cho bản thân mình tự thôi. Sướng để mà mình cảm thấy khi nào mình buồn, mình tự lôi ra mình chơi vậy thôi. Nấu nhiều rồi, rét là thành nấu cũng được. Chuột lanh quá. Chuột đối đáp hay quá. Chuột ơi, cho mình hỏi là bình thường là chuột nấu ăn là nấu cho ai ăn vậy? Chuột nấu cho tất cả mọi người trong gia đình của chuột. Trong đó có chồng hay là người yêu? Hay có con không? Dạ, chuột chỉ nấu cho ba mẹ của chuột thôi và bạn bè của chuột thôi. Chị chưa có gia đình. Chị chuột có nuôi mèo không? Gia đình. Chị chuột có nuôi mèo không? Chuột nuôi mèo để nó ăn thịt chuột hả? Ai hỏi vậy? Ai hỏi vậy? Chuột chỉ nói hỏi Yuji. Ai hả? Cái gì? Ai hỏi vậy? Dạ em là em muốn ông kính và mọi người dành cho anh đúng không ạ? Dạ mời anh nào. Trời, trời ơi, chuột gì mới trai vậy? Tớ hỏi giật mình là tự nhiên mày thấy đẹp cái là tự nhiên dịu giọng mà. Không, không mê trai đâu, trời oan chuột quá. Chuột nói chuột thương anh bắp rồi. Chuột á, cái thức ăn sở trường của chuột là nhân quan ngũ cốc nè, bắp nè. À. Là thế cả. Thương anh bắp rồi sao thương anh nó có nguyện lực nữa. Nhưng mà rốt có làm bò bít tết rất là ngon. Người ta đang ăn ngũ cốc mà cứ kệ em chứ. Tết thôi. Em làm ngon mắt mới tôi chuột. Tôi phải che chắn lại. Làm miếng bò thêm trái bắp vô là dạ, được chứ gì. Chương trình đang đi theo hướng chương trình ẩm thực cuộc sống. Dạ. Chuột ơi, sao chuột ăn ớt hay lột lưỡi dữ vậy chuột? Khoan xí nha, bây giờ là càng hỏi chuột là một lát nữa chuột là bộc lộ cá tính thiệt là chuột dễ vô dòng bình chọn lắm. Chuột ơi, lộ quá là vô dòng lội nghe chuột. Mình nghiêm túc lên. Sang nè. Đó, chuột công sở đó. Hồi nãy là tấm gương bài dịch là dịch nấu chao rồi đó. Đừng lộ nhiều. Con này chắc chuột nướng luôn. Dịch còn dễ bắt nha. Bắt chuột khó đó. Ghê chưa? Tôi giỏi lắm, bắt đâu. Thách thức luôn à, bắt đi. Khoan bây giờ mình còn có hỏi này cho chuột không ạ? Cho hỏi. Ở trong giới nghệ sĩ chuột chơi thân với ai? Chơi thân với Bích Phương. Ủa? Ủa? Chơi thân luôn hả? Chạy quên sao? Là thân dữ chưa? Thân mơ cơ ở mơ cấp độ nào? Để chị về chị lược lại danh sách bạn thân của chị. Bữa mới đi diễn ngồi đối diện nhau. Giờ giờ chị nói vậy em đau lòng lắm. Em ngồi đối diện với bao nhiêu người? Hai năm nay em có hát hò gì đâu. Em trả lời chuột là bức tường à? Là bọn mình cũng mấy năm rồi không gặp nhau đúng không em? Hay bọn mình gặp nhau cả ở ngoài sân khấu nữa. Chúng ta có bao giờ tụ tập không? Có đó. Ui hey, có khi nào họ Oren. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu công ta không thấy nhau. Nữa, đó, cái lô nữa. Cái lô nữa. Cái máu này là máu hề chứ không phải là máu ca sĩ. Em nên lấy cái lưu sẵn không? Trời ơi. Hỏi nữa là vô lưu thiệt. Giờ giấu chuột này, nãy giờ chuột bắt đầu hơi gọi là lồ lộ rồi. Ngưng hỏi ở đây, bây giờ chúng tôi cần những cái tên. Nãy là Tiên có nghĩ tới Hương Ly. Bích Phương. Bê. Đây là Tè rồi. Radar của Phương đã Tè. Vẫn nghĩ đây có thể là Lily hoặc Hương Ly. Lily hoặc Hương Ly. Nói chung là có một cái ly. Chọn khác biệt. Người thành công luôn có lối đi riêng. Đúng. Đôi khi đó là ngõ cụt. Chuột ơi, chuột có biết là sau tập ngày hôm nay chúng ta sẽ có một nhân vật lộ diện hay không? Dạ, chuột biết. Bây giờ mới nhớ lại khoảnh khắc hồi nãy lộ quá lộ. Chuột hối hận nghe Quy chuột. Thương chuột quá. Ga mê sân khấu bung nẹp quá. Bây giờ mình hỏi khán giả biết coi cái tên này không nha, thử hỏi coi nha. Khán giả đoán này là ai à? Khán giả không biết luôn. Bảo vệ tới cùng. Khán giả là fan. Không sao chuột, và là an toàn rồi. Thôi khán giả không biết chuột là ai hết, yên tâm nha. Bây giờ thì đến giờ là chuột chuẩn bị vô nghỉ ngơi rồi.
xua chuột về đồng. Về với cung thiếu nhi của chuột rồi. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ban giám khảo. Bye bye.